Longines Classic là một dòng sản phẩm đồng hồ thanh lịch nhẹ nhàng. Những chiếc đồng hồ này luôn hướng đến một phong cách thiết kế đơn giản, dễ đeo, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đầy đủ những tính năng cần thiết. Ngày hôm nay, Watch Việt Nam xin giới thiệu đến cho các bạn một chiếc đồng hồ như vậy. Kính mời các bạn cùng xem. Chiếc đồng hồ mà các bạn đang xem được làm từ vật liệu vàng nguyên khối 18K sáng bóng. Thiết kế thân vỏ rất đơn giản, tay càng và bộ niềng được làm theo dạng bậc thang. Đây là một thiết kế đậm chất classic, đem tới một cảm giác sang trọng nhẹ nhàng. Kích thước mặt trước của đồng hồ là 35,6mm, thích hợp cho những bạn có cổ tay vừa và nhỏ. Một số bạn nữ cá tính cũng có thể đeo được. Phần mặt kính được làm từ sapphire nguyên khối, chống xước cực tốt. Ngay bên dưới mặt kính, chúng ta có một mặt số màu trắng sữa. Tất cả cọc số và logo được làm nổi cao, bố trí gọn gàng và có màu vàng đồng màu với bộ vỏ. Ở phần trung tâm, chúng ta có một bộ 3 kim đơn giản là kim giờ, phút và giây. Tại góc 3 giờ là ô lịch ngày. Về tổng thể, phần mặt số được thiết kế đơn giản và rất trực quan. Phối trí rất gọn gàng khiến cho việc theo dõi thời gian rất dễ dàng. Chỉ cần một cái liếc mắt, bạn có thể biết ngay bây giờ là mấy giờ. Phần nắp đáy của đồng hồ được làm từ vàng nguyên khối 18K. Nó là một dạng nắp đáy đặc, đánh phay xước đồng tâm tuyệt đẹp. Ngay phần trên nắp đáy các bạn sẽ thấy bộ triện vàng 18K, độ tinh khiết 750, được đóng ngay ngắn và sắc nét. Chiếc đồng hồ sử dụng một cỗ máy tự động lên dây cót với 3 kim một lịch đơn giản. Nó được làm dựa trên nền tảng của máy ETA 2892A2 rất ổn định. Nhẹ nhàng, thanh lịch, đơn giản và dễ đeo. Chiếc đồng hồ này không quá phô trương nhưng vẫn có đủ đường nét sang trọng. Do kích thước không quá lớn nên các bạn lưu ý nó chỉ có thể đeo đẹp trên cổ tay vừa và nhỏ với cân nặng khoảng từ 63kg đổ lại. Nó không phù hợp với anh em có cổ tay quá lớn và phong cách thể thao. Chiếc đồng hồ này rất phù hợp cho các bạn ưa thích phong cách ăn mặc lịch sự, áo sơ mi và quần Âu. Và nếu bạn là người yêu thích sự nhẹ nhàng, ghét sự giả dối và có duyên với màu vàng, kèm theo đó là một hầu bao rùng rỉnh, thì chiếc đồng hồ này chắc chắn là sinh ra để dành cho bạn. Chuyên mục review đồng hồ sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.